người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhà của chị Thanh Hương. Và Trang đã hẹn chị Hương để ngày hôm nay chúng ta có thể kiểm tra được xem là sau 10 ngày sử dụng Herb Slim thì ngày hôm nay chị Thanh Hương sẽ như thế nào nhá. Hi chị, hello em. Em đã quay trở lại đây. Chào em. Có vẻ như là gọn đi đúng không chị? Ai kia là mỹ nhân, không biết là gọn cần nào không? Có 10 ngày thôi, bây giờ thì kiểm tra thử xem. Ok, thôi. Em vào nhà. Chị ăn hết cái hộp này chưa? Chị chưa ăn hết em ạ, tại vì thật ra là chị không ăn nhiều lắm. Một ngày chị ăn khoảng đến hôm nào thèm quá thì khoảng 3 cốc, nhưng bình thường sẽ là 2 cốc như là hai bữa chính của mình ấy. Thế cả cái công việc của chị nó cũng bận nên là không có thời nhiều gian hôm ăn. Chị quên mất. nhưng mà ăn rất là ngon nhá, ăn rất là ngon. Em thì ăn thay tất cả các bữa luôn bởi vì là cơ thể của em rất là dễ béo. Nên là ăn đói là ăn, đói là ăn. Không, nhiều khi chị cũng muốn ăn giống em nhưng mà nghĩ nếu mà lên cân quá mà lên hình là thôi xong đấy, nên là cũng không dám ăn quá nhiều. Còn khá là nhiều luôn. Còn khoảng một nửa hộp như thế này. Đang bảo nếu hết thì chắc là phải gọi em để em. Chị đã hết cốm chưa? Chị không, chị mới uống được khoảng 10 ngày, hết khoảng 20 gói, hơn 20 gói thôi. 20 gói. Đây. Khoe luôn. Được cái rất chịu khó đều đặn uống. À đây là vẫn còn 10 gói đây đúng không? Đây còn khoảng 10 gói. Hết khoảng hơn 20 gói rồi đúng không? 20 gói thôi. Thế chị có thể chia sẻ cảm giác của chị sau khi mà chị sử dụng sản phẩm được không? Thực sự là lúc đầu ấy, khi mà chị có cái sản phẩm này thì chị chưa hoàn toàn tin tưởng và nó cũng chưa thực sự thuyết phục được chị. Tại vì có quá nhiều những cái sản phẩm mà để mà bây giờ hỗ trợ cho mình cái việc để mà mình giảm cân, rồi mình mi nhon, rồi mình tiêu hóa tốt, rồi mình thải độc tố trong người các thứ. Thì bản thân chị là nghệ sĩ, chị cũng hơi khó tính trong cái việc lựa chọn những cái sản phẩm như thế. Thế nhưng mà thực sự là chị chưa biết là nó có giảm được cân hay không, nhưng mà chị cảm giác người chị nó nhẹ nhõm hơn và chị không thấy mệt mỏi. Cái vòng bụng mình nó cũng nhỏ, đấy là cái điều quan trọng nhất, là chị rất là muốn vòng hai nó nhỏ đi. Thì như thế là bất ngờ luôn, bởi vì em thấy eo của chị thấy có vẻ là giảm hẳn. Đây, chị vừa mới đi tập về. Thì xong rồi đi ra phòng tập thì các chị em cũng bảo là sao dạo này như là chịu khó chăm tập thế nào nhỏ đi, nhưng hình như không phải. Mà có lẽ là bởi vì chị có uống cái cốm này. Thế nên là thấy người nó cũng thay đổi và rất là thoải mái. Chị không bị mệt mỏi, chị vẫn đi quay bình thường. Đó, mọi người vẫn xem phim của chị, vẫn xem các chương trình của chị đóng thì thấy là tại sao dạo này mà Thanh Hương lại mi nhon đi. Thì có lẽ là có cái bí quyết riêng của Thanh Hương đấy. và chị cũng cảm thấy rằng là cái tiêu hóa của chị cũng tốt hơn. Tiêu hóa tốt hơn. Chị cảm giác khi uống xong này, chị tiêu hóa đều đặn hơn. Đây nói thật là nhiều khi mình không ăn uống được đủ chất này, rồi mình cũng không ăn uống được đều đặn này, thành ra nhiều khi người chị rất là nóng. Làm lúc hơi bị mọc mụn này, hoặc là mình ăn rau ít, mình ăn hoa quả ít, nhưng mà rõ ràng là khi mà uống cốm này thì tiêu hóa nó tốt hơn. Đều đặn luôn, ngày nào cũng tiêu hóa được. Thì cái điều đấy nó đã làm cho cái việc là cái cơ thể của mình nó cũng đã là hỗ trợ rất là nhiều cái việc thải độc tố trong người rồi. Em cũng thấy làn da của chị căng bóng hẳn lên trộm so với lần trước gặp. Trộm vía da rẻ đấy rất là tốt, ngon. Đó thì đấy cũng là một cái hiệu quả rõ rệt. Đúng rồi. Khi mà chị sử dụng chỉ có 10 ngày thôi. Mới có 10 ngày thôi nhưng hiệu quả bất ngờ quá. Không thể tin nổi mắt mình. Quan trọng nhất là an toàn đúng không chị? An toàn em ạ. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ thử đo xem là vòng eo và cân nặng của chị Hương sau 10 ngày sử dụng sản phẩm Herb Slim. Ok. Thì nó đạt được hiệu quả như thế nào nhá. Okay. Chúng ta sẽ bằng video clip thì sẽ không thể photoshop được. Đấy là điều quan trọng nhất. Người thật việc thật luôn. Người thật việc thật luôn. Đấy là cái điều mà Herb Slim muốn thử thách chính sản phẩm của mình, chất lượng hiệu quả sản phẩm của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đo vòng eo và cân nặng của chị Hương nhá. Và bây giờ thì của chị Hương sẽ lên cân để chúng ta kiểm tra xem là đã giảm được bao nhiêu kg hay lại tăng cân. Ta tò mò quá. Xúc động. Xong rồi lại 1 cân. Ôi. Có nghĩa là như nào? Đây có nghĩa là chị đã giảm được 2 cân. Ôi. Chị thề với em là cuộc đời chị chưa bao giờ chị nghĩ là chị giảm được nửa cân hay là 1 cân trong vòng 1 tuần hay là 10 ngày. Rồi bây giờ là chắc đúng không? Người chắc. Bởi vì cơ thể của chị là nó khó xuống cân. Tất cả khi mà sau khi mà sinh em bé rồi thì chị nghĩ là lấy lại cái cân nặng nó rất là khó. Đúng rồi, đúng chị rồi. Tập kinh khủng, chị đi bơi, chị tập gym, tập aerobic các thứ, nhưng mà nghĩa là cảm giác thì cái người nó thon lại nhưng mà cân nặng thì không xuống được. Hôm nay em làm chị bất ngờ quá. Không tin nổi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem vòng eo của chị Hương đã giảm được bao nhiêu phân nhá. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ trực tiếp Trang sẽ đo. Wow, 66 á. Thật là kỳ diệu đúng không chị? Vậy là chúng ta đã giảm được 4 cm. 4 cm và 2 kg. Nói chung là nó vượt ngoài sức tưởng tượng của chị. Tại vì không bao giờ chị nghĩ rằng là cái cân nặng của chị nó thay đổi được đến mức trắng mặt như thế. Đấy là lý do tại sao mà sản phẩm Herb Slim nhấn mạnh vào việc là detox, tiêu mỡ và săn cơ, chứ không phải là giảm cân. Đúng rồi, còn nó hỗ trợ thôi.
hệ quả của việc tiêu mỡ săn cơ đấy, đúng không ạ? Cái việc không nghĩ đến nhưng mà nó lại xảy ra. Dạ, đó. Nhân chương trình này thì thương hiệu Hope Slim cũng dành tặng cho chị Hương một món quà. Đây chính là phần quà mà Hope Slim xin dành tặng cho chị Hương. Và chúc cho chị Hương sẽ luôn có một vóc dáng thật là đẹp, luôn luôn có một làn da thanh xuân và sử dụng các cái sản phẩm an toàn hiệu quả mang thương hiệu Hope Slim để có thể là duy trì vóc dáng cũng như là ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp. À, cảm ơn em và cảm ơn Hope Slim rất là nhiều. Nhân đây thì chị cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người một chút thôi. Cái này thì là cảm nhận và cảm nghĩ của riêng cá nhân chị thôi. Chị nghĩ rằng với một cái sản phẩm mà nó tốt như thế này, mình không nói đến cái chuyện giảm cân, mình chỉ nói chuyện là khi mà sử dụng sản phẩm, mình cảm thấy mình vẫn khỏe, mình vẫn làm việc tốt. Và quan trọng hơn nữa là sau đó thì mình giảm được cái cân nặng thế thì không có lý do gì mình không lựa chọn. Cảm ơn em và cảm ơn Hope Slim rất là nhiều.